Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpprocess.com. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta sử dụng cái panel Quick Retouch để chúng ta xử lý da, để làm cho mịn da, để làm cho sáng da và nói chung là tất tật tật mọi thứ về da cho nó nhanh, gọn, dễ và hiệu quả nhất ha. Thực ra cái panel này là panel mình làm nghề khi mình nhận chỉnh thuê ảnh cưới đó. Cho nên là bây giờ mình không chỉnh thuê nữa, mình đi làm công ty rồi. Cho nên là mình dừng cái dịch vụ đó, cho nên là mình share lại cái này cho anh em ha. Để cài đặt các bạn làm rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ mở phần Windows này, các bạn chạy file cài này thôi là xong ha. Còn đối với Mac OS thì các bạn mở này lên, các bạn kéo thả cái folder này vào trong cái folder mà mình đặt tên là kéo thả folder kia vào đây. Các bạn kéo thả vô đó và bấm authenticate và nhập cái password là xong ha. Cái này sẽ sử dụng cho Photoshop từ CS6 trở lên, nhưng mà nhớ lưu ý giúp mình là Photoshop là cài, gọi là cài full nhé, chứ không phải là Photoshop portable, là Photoshop mà các bạn tải về chạy ngay được đâu ha. Thì sau khi cài xong các bạn sẽ khởi động lại cái Photoshop, sau đó các bạn sẽ mở một hình bất kỳ, ví dụ như đây mình sẽ mở hình của Kiên Kaka chẳng hạn vậy. Mình sẽ mở hình của Kiên Kaka đi, đó mình sẽ mở tấm này đi. Đó. Để mở hình thì các bạn ở đây các bạn có thể sử dụng những cái preset blend màu của mình để các bạn chọn màu trước, tại vì cái flow đơn giản mình vẫn thường làm như vậy, đó là mình sẽ chỉnh màu trước. Ví dụ ở đây mình có thể sử dụng deluxe số bao nhiêu đây, số 25 nhìn khá đẹp nhỉ. Số 25 nhìn khá ổn này. Nhưng mà cái này là hình tình cảm cho nên là mình muốn cho nó sử dụng light preset để cho ảnh chân dung coi, cái này màu chanh. Đã, ví dụ mình thích cái này đi, nhìn khá đẹp này. Mình không chỉnh gì thêm nhé. Và chúng ta click Open Object luôn. Có thể là Open Photo, nếu vậy các bạn là Open Image hay là Open Object thì tùy các bạn, nếu các bạn set thôi. Và để mở cái extension, mở cái panel này ra thì các bạn sẽ vào trong Windows. Và chúng ta click vào cái gọi là Extension, đây Windows này, Extension này. Và khi các bạn đã copy ở bước đầu mình hướng dẫn rồi, các bạn sẽ thấy có cái panel là HP Photoshop Quick Retouch. Click vào phát thì nó sẽ hiện ra cái panel của các bạn ra. Ở đây thì nó sẽ có cái icon như thế này. Đó, icon HP Photoshop này. Các bạn có thể click ở đây, các bạn đưa vào những cái vị trí nào đấy các bạn muốn. Ví dụ như là mình thích để trên cùng này thì bạn thấy. Đó, mình để đây. Bây giờ thì công việc của các bạn rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có cái panel như thế này. Và các bạn sẽ tùy nhu cầu của bạn như nào để các bạn chọn. Ví dụ như là đây các bạn cần retouch da ha, thì mình sẽ có xử lý da và hiệu ứng ảnh ở trong cái mục retouch này. Và blend màu thì ở đây mình có một số cái gọi là blend màu sử dụng action cho nó gọi là nếu như bạn nào cần thôi ha. Còn bình thường nếu như các bạn đã mua những cái bộ preset của mình rồi á thì blend màu sẽ đẹp hơn những cái này rất là nhiều, bởi vì sử dụng Camera Raw mà ảnh nó chất hơn, màu nó mịn màng hơn ha. Còn như ở đây trong cái hình này thì mình chỉ cần chỉnh da thôi. Da bạn này thì khá là đẹp, nhưng mà đẹp rồi thì chỉnh là mẹ gì nữa nhỉ, chờ tí chờ. mình sẽ phải đi tìm hình khác cho nó ok. Ví dụ như là mình chọn hình này đi, mình đây mình sẽ kéo thả hình này vô nhé. Ok, một stock của bạn khác, và stock này thì mình không biết tác giả, thì các bạn nếu các bạn biết tác giả của này thì các bạn comment ở phía dưới phần bình luận giúp mình nhé. Ở đây mình cũng sẽ sử dụng bộ light preset luôn để chuyên cho ảnh chân dung. Màu số nãy mình chọn màu số mấy nhỉ? Ê, màu này nhìn cute. Thôi ok, lấy màu này đi. Và mình sẽ mở Open Object, nếu mình không phải Open Object. Tắt này đi, thì chúng ta Open Image ha, chúng ta Open Image thôi. Để mình không cần phải chỉnh lại. Đó, mình sẽ mở cái stock này lên nhé. Các bạn sẽ mở cái panel của các bạn lên. Sau đó ở đây thì các bạn sẽ tương ứng với từng cái nút. Ở đây thì nó sẽ có mô tả bằng tiếng Việt luôn, rồi mình làm tiếng Việt luôn cho nó dễ. Các bạn sẽ bấm vào xóa chi tiết lỗi, mềm da, sáng da, đẹp môi, trắng răng, khử ám đỏ hoặc cứu vùng cháy đen. Có rất nhiều, đây là một trong số là một số những cái gọi là sử dụng thường xuyên của mình luôn. Đầu tiên là xóa chi tiết lỗi. Ở đây thì nó sẽ xử lý cho các bạn những cái khu vực mà bị hơi vết đồi mồi, vết chân chim, vết hơi ném ném hay là những cái dấu vết mụn hồi xưa để lại kiểu thế. Đó. Thì các bạn thể click vào cái xóa chi tiết lỗi này. Cách sử dụng những cái bước, những cái tính năng ở trong cái panel này rất là đơn giản. Khi các bạn chỉ cần sử dụng cái brush, gọi là brush màu trắng, mềm, và chúng ta sẽ bôi vào những khu vực da mà các bạn muốn thôi. Cũng không cần làm gì gọi là quá phức tạp cả, khá là dễ ha. Đó, thì chúng ta sẽ có cái folder, có cái group
layer với kèm theo là một cái layer layer mask ở đây. Các bạn sẽ sử dụng cái brush ha, brush tool này. Ở đây các bạn chọn ở đây là nó lớn lớn chút xíu và hardness là 0%. Màu thì các bạn sẽ chọn là màu trắng ha. Màu là màu trắng. Đó, và các bạn giảm xuống. Đó, tăng giảm cái brush sao tùy các bạn và các bạn bôi vào đây thôi. Các bạn sẽ thấy ngay của chúng ta là cái những cái tác động này nó sẽ chỉ chạy ở trên da chứ không ảnh hưởng tới tóc nha. Đây, đó, những sợi tóc này. Đây là trước, sau. Nó sẽ mềm mịn ra ha. Và nó vẫn có những cái vân da chứ không phải là cái kiểu mà bôi một phát là gọi là mất luôn chi tiết da đâu. Đấy, các bạn thể thấy là chi tiết da vẫn còn này. Hay không? Cái này là gọi là cái panel mà mình những cái bước làm mà mình sử dụng trước giờ cho ảnh làm nghề của mình, cho nên là các bạn không cần phải gọi là quá lo lắng ha. Ở đây ví dụ như là các bạn cảm thấy nó mạnh quá chẳng hạn vậy thì các bạn có thể giảm opacity đi. Đó, thì nói chung cái cách để các bạn sử dụng rất đơn giản là các bạn sử dụng brush màu trắng bôi lên layer mask ở những chỗ các bạn muốn áp dụng và có thể tăng giảm opacity tùy các bạn ha. Ví dụ như là bây giờ mình muốn làm cho nó mềm da đi, cái này không cần mềm nữa, mình muốn sáng da hay là muốn đẹp môi đi. Đó, mình muốn đẹp môi này thì mình sẽ click vào đẹp môi, tự động nó sẽ chạy và nó sẽ có một layer mới ở đây ha. Nó còn đang xoay xoay và nó còn đang chạy này. Đó, thì chúng ta sẽ có để làm đẹp môi này. Các bạn lại click vào layer mask để cho nó ra ra cái vùng chọn như này nhé. Đó, nó vùng chọn này. Và đây các bạn sử dụng cái brush màu trắng để các bạn bôi vào khu vực môi. Ví dụ như là những cái ảnh nào mà môi của các bạn mẫu chưa được đỏ lắm thì các bạn click vào các bạn sẽ thấy là môi của chúng ta nó sẽ ửng đỏ lên, nó tự nhiên hơn. Nhiên đỏ đây là đỏ tự nhiên nha. Mình tăng ở đây là tăng những cái màu tự nhiên chứ không phải là mình thêm cái màu sắc gì ở trong này cả. Đó. Đó, thì các bạn có thể tăng giảm opacity đi tùy các bạn thôi. Như đây mình để mặc định là 20 nó khá là đẹp rồi ha. Ví dụ như là mềm da chẳng hạn vậy. Đó, thì mình sẽ click vào mềm da. Các bạn cứ click thôi, tự mình cũng chọn cái background để mình chạy rồi các bạn không cần phải lo lắng cái chuyện nó bị trùng hay là nó bị lỗi như nào. Đây, nó sẽ có cái thông báo nhé. Thì các bạn cứ bấm continue cho mình thôi. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ bôi vào những khu vực da để nó mềm mịn hơn. Những chi tiết này nó sẽ biến mất. Đó, kiểu thế, các bạn bôi vào thôi. Đó, ở những cái phần mềm mịn da này thì chi tiết nó sẽ hơi mất một xíu, nó mềm ra mà. Cho nên là theo mình thì các bạn nên tăng giảm cái opacity của cái bước này cho cái của các bạn nó phù hợp với ảnh hơn ha. Đó, nó lên như này rồi, các bạn có thể giảm opacity đi, ví dụ giảm 40% chẳng hạn vậy thì cho nó đẹp một chút xíu. Đó, đây là trước sau. Rồi, ở những cái khu vực mà mụn mà nó lớn như này, khuyến khiếp nó lớn thì các bạn sẽ sử dụng cái Spot Healing Brush này. Các bạn bôi vào những khu vực ở phía dưới background nhé. Các bạn bôi vào những khu vực background này để cho nó biến mất thôi. Không cần làm gì gọi là quá phức tạp cả. Đúng ra cái bước này các bạn nên làm đầu tiên. Các bạn thể gom chung hết lại bằng phím là Command Shift E hoặc là Control Shift E. À, chữ E đó. Và các bạn bôi vào những khu vực đó, những cái mụn nó lớn mà những cái action nó không có xử lý được, cái panel nó không có xử lý được thì các bạn sẽ click đó, sử dụng cái này và sử dụng Path Tool này. Đó, và đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có cái rồi ha. Ví dụ như là các bạn cần hiệu ứng chân dung cho nó nhẹ nhàng chút xíu, các bạn sẽ click vào chân dung nhẹ nhàng đó, nó sẽ báo là ở bạn sẽ tăng blur ở bước sau để có hiệu ứng mờ ảo phù hợp nha. Các bạn bấm continue. Ở đây thì các bạn thể tăng giảm cái này lên sao cho nó ok chút xíu và mình click ok. Sau bước này nó sẽ chạy thêm. Đó, và chúng ta sẽ có một cái bức ảnh nó hơi kiểu như này. Các bạn sẽ giảm opacity đi, cái là chuyện chắc chắn rồi. Tại vì nó mờ quá nhìn nó kỳ lắm. Đó, mình chỉ cần nhẹ nhẹ nó sáng hơn thế này thôi là đẹp rồi ha. Mình sẽ tăng nét ảnh chẳng hạn vậy để mình cho nó gọi là nó ảnh nó nét hơn ha. Ở bước tiếp theo tăng giảm high pass để tăng giảm nét nha. Đừng tăng cao quá không thôi nhìn ghê lắm. Các bạn nhấn continue nhé. Như mặc định thì mình để 3.0 là mình cảm thấy hầu như ảnh nào cũng cảm thấy ok rồi. Với mức độ 3.0 thì đây là trước này. Mình sẽ bắt tắt bật cho các bạn coi. Đó, đây là trước này, sau, trước, sau. Đẹp chứ đúng không? Nè, trước này, sau, trước, sau. Ok ha. Mình cũng sẽ gom lại Control Shift E. Đó, gom lại. Mình cảm thấy như vậy khá là ổn. Khá là dễ đúng không? Ví dụ như là ở những cái bước blend màu các bạn có thể chọn blend màu nữa. Nhưng mà như mình nói rồi, những cái blend màu này khá ổn thôi chứ không có đẹp như là những cái ơi, cái này nhìn hợp này. Ok, cái này nhìn hợp với ảnh này này. Đó, đại khái thế ha. Thì các bạn chỉ việc click vô thì nó sẽ có folder blend màu cho các bạn luôn ha. Khá đơn giản.
Hỗ trợ thì nếu như các bạn cần mình hỗ trợ giải đáp câu hỏi gì đó, các bạn sẽ bấm vào nút chat ngay, thì nó sẽ đẩy các bạn qua bên cái chat của Messenger ha. Thì đây các bạn sẽ, nếu như các bạn chưa đăng nhập thì nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập. Thì cái này là của Messenger của Facebook chính chủ, cho nên là các bạn nếu các bạn cần đăng nhập thì các bạn cứ đăng nhập thôi, cũng không có vấn đề gì cả đâu. Mình không có lấy nick hay là cái gì đâu. Nên các bạn đừng đừng lo lắng gì nhé. Như đây mình cũng có nói là panel này được tạo ra cho mục đích phi thương mại, cho nên là các bạn không được bán hoặc là share miễn phí hay là như nào đó ha. Cơ bản nó là vậy thôi, đó là toàn bộ cái cách sử dụng panel này. Cái này để nhận được panel này thì các bạn hãy làm theo yêu cầu ở phía dưới phần comment, phần description để biết thêm nhé. Bởi vì cái này mình sẽ có thể là mình không có chia sẻ gọi là rộng rãi cho lắm. Có thể nó là một phần quà tặng thôi, kiểu thế. Còn cứu vùng cháy đen á, là gì đây, click một phát thì các bạn sẽ thấy là những khu vực cháy đen, ví dụ như là khu vực dưới phần tóc này, nó sẽ sáng lên và nó không bị đen thui ở phần tóc ha. Thì đây các bạn thể giảm opacity đi chút xíu cho nó phù hợp đó, đó kiểu thế. Thì đó là toàn bộ video này, hy vọng các bạn cảm thấy thích với lại cái này ha. Ok, rất là toàn bộ video, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Mà kỳ này mình cũng hơi gọi là bí ý tưởng về những cái tutorial, cho nên là nếu các bạn có bất kỳ ý tưởng nào về những video tiếp theo, các bạn muốn mình làm blend màu gì, các bạn muốn mình làm hiệu ứng gì, thì hãy comment phía dưới để mình tham khảo và mình sẽ làm chút về cái chủ đề mà các bạn muốn nhé. Bye bye, mình là Phúc từ HP Photoshop.com. Bye bye.